ví dụ gãy mày coi, gãy mày coi cái mày thức chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ trước ngõ sau có chừng đầu mày bắt bó, mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa tao có chừng có. Hello, xin chào mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Nguyễn Hải nha. Thì sáng các bạn cũng thấy ông Hải như vậy đó bạn, chuyện của mình chơi nữa. Đúng mày. Thì mình có dặn Sơn đi mua đồ ăn về đó bạn. Xong rồi đó mình sẽ gọi ông Hải với ra ăn nha, rồi xem phản ứng ông như thế nào nha. Ngày sáng không vậy chút ăn gặp sau rồi rồi sao nữa. Có liên quan gì đâu, ai biết làm gì cộng. Đó là chuyện riêng tư mà. Phải chi ổng ổng công khai ổng nói rồi. Nhỏ đó là gậy của nó ổng. Thì đó, ổng thì không ai làm gì ổng. Nhưng mà ổng không chịu nói gậy, tự nhiên có con dặn gì là sao? Nghĩa là sao? Ngộ vậy. Bởi vì ta nói á, yêu là phải nói. Đói là phải ăn. Đồ ngu. Mà yêu không chịu nói mà dặn gì rồi sao? Mình đâu binh phe được đúng không? Đúng rồi. Mà không lẽ ổng cũng ngộ nữa. Chuyện của người ta làm vậy đó. Trời ta. Mà tức. Trời ta. Ngộ. Có vấn đề vậy đây nè. Thôi bây giờ mình sẽ đợi anh Sơn về nha các bạn. Đợi Sơn về xong mình sẽ điện ra nha. Nghe làm gì nghe? Tính để gầm cua về. Ăn gì? Bắp gỏi, găm tơ, tôm găm mặn. Ông nội này găm cái gì giờ ăn kêu găm cái gì? Hey! Là cái con tét làng luôn vậy đó. Hai mấy bạn. Kia mày mua một tiếng trước vậy này, giờ này mới về. Đợi người ta nướng chứ bộ phải lớn được không? Nghêu. Nèo. Nè nè. Cái gì vậy, mua gì vậy? Mua gà. Mấy kia mua lẩu mà sao mua gà? Thôi đi lẩu. Tối ngày ăn gà bà chỉ ăn chích bà. Nhưng mà em thấy người ta nướng quá ngon. Ta kia mua lẩu rồi đó. Mà em thích gà. Ta kia mua lẩu cá hồi mày thích nữa. Thích không? Thích mày luôn bây giờ. Mẹ mày, mày đừng có gian hồ. Thôi rồi. Thôi thì cũng được. Ờ gà thì ăn gà đi. Ngoài. Rồi bây giờ gì nè, bây giờ kiếm được chỗ chưa? Ở ngoài đó. Chỗ ăn ở đâu? Đấy hả? Ở đây có gạo nè, đây có gạo nè. Đây có gạo nè. Mẹ gạo đi nhóc chừng nè. Gạo cua nè. Bẻ một kẹp gạo ăn liền nữa hả? Ừ. Rồi sao? Tính đâu? Mà dặm của người ta đừng dặm gì đây chứ. Rồi sao đi đâu? Ở đây hay là ngoài ngoài trước cửa? Ở trước cửa đi cho bố giải bằng nước chút. Rồi đi ngoài đi. Đi ngoài dọn chỗ đi. 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 Nội này sao đường ngoài không đi đâu trời? Cái thằng ơi là trời. Đi theo sân đi. Mệt nổi ông đi ghê. Cái cầm đồ lên. Nó ăn ra sao? Mất mớ ông ngoại hai ba gì? Tao đi đâu kệ tao. Ông đường của tao, tao đi muốn đâu đi đâu kệ tao. Con đường tao đừng có ai mà xía vô cho. Bố ơi. Gồm gà. Sao con mượn chỗ ăn chút nha. Ok. Đường của tao làm mất kệ tao đi. Đừng lấy gì nữa. Đâu bây giờ cứ vô xía vô chứ. Tao không đi đâu kệ tao. Cho anh ta mà. Cho mày móc méo không? Tao đi về kệ tao. Thôi 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 được. Opa. Tàn nhẫn đi ngay. Ai bây giờ nghe nè. Cái con đường mày á, con đường mày đập thúi này kia, tao nói nhân năng tới mày không? Lâu quá. Nói nghe nè, bây giờ vậy nè, chọn ghế bàn ra đi xong rồi dấu ra vui. Đừng lấy chấm thiết không? Cho con xin hai chén nữa rồi, hai chén nữa chấm được rồi. Cho bấm bốc tay ăn đi. Khỏi. Đi. Bây giờ mình sẽ giấu cam nha bạn. Bạn đợi mình chút nha. Chào chà. Giấu cam giống ngoài đây nè, đem gãi cho nó tính ăn mà đang thấy gì. Tát sổ đồ. Đồ má tát hết trơn bây giờ. Con lượm tao đi, đợi tao nha. Đập bỏ chơi luôn giờ, nghỉ cho đi. Đây, đi chắn lâu à. Cho anh ta mình hủ hòa đồng. Cho anh mua tiền lâu à. Cho gì mà tốt tiền, cho tốt tiền thì tốt cái hoàn cầu, cho tốt thêm gà nữa. Chẳng chấm mua tiền hoàn quá. Nhưng mà cho gì đam mê mà chứ tiền bạc gì. Được chưa? Rồi. Thì bánh kia ổng đi. Đi đây. Để đây đổ trọn nha. Đi đây già. Đi đâu lúc mất mẹ đi. A few minutes later. Mày chán mày chán gì mày? Chăm mày chán cơn quá gì? Gà. Gà là tốt ghê quay. Quạo dưới trời. Bệnh rồi uống rượu. Mặc dù quạo gì? Làm gì quạo. Gì? Đi thôi mày nghe. Mày này tao đâu có thèm đâu mày ơi. Gì? Ba đời chưa thèm cái này. Sao không miếng chạy? Thèm không miếng chạy lại sao?
Là thấy chén muối thì em chén muối thôi. Chị chán cho muối anh chán muối đi. Muối à? Chắc chưa? Chắc rồi, còn đây chén nữa nè. Ăn đi anh. Thôi đi ăn đi, này tốt. Rồi, đúng không? Mà con nghe mấy cái nước uống rồi bụt. Ăn coi nó xuống cục tức xuống. Tức hay cục kết. Cục gì cũng được. Ngon quá đó. Chán con ăn nè. Ăn chợ. Lấy mờ gà ăn không chịu ăn. Không ăn tôi ăn trước kìa. Gà mỡ. Đi đọc cho coi nè. Xé nè, xé ra nè. Xé là anh ăn nè. Cho cái đùi luôn nè. Cái đùi nè. Tốt. Thôi được ha. Ngon quá. Trời ơi, nhúc đất. Nhúc chắc phải gì. Thì tôi lại đâu ngon mày. Cái gì? Chấm ngô kìa. Chấm này là chán chấm này mới mua bếp. Ủa sao cọc với anh Hải? Cái gì? Cọc gì? Cọc cái gì? Biết đâu mở cọc gì hơn. Sáng thấy vậy gì mà phải vậy đâu. Ờ mà em út mà có gì đâu ghen tuông. Nhiều khi tôi mua đồ rồi sao? Không ai nói ghen luôn. Ừ. Nó sao cọc thôi. Chỉ hỏi mày nghĩ sao nghĩ gì thôi, tao nói vậy nghe. Không tính ngon. Thôi, Hưng, không ăn nữa. Tao quên, điện anh Cảnh lại ăn. Điện cũng ăn thôi. Điện Hưng. Đi điện cho. Lỡ rồi, cho con cái à. Kệ đi. Lỡ cầm rồi, bỏ xuống. Ăn nó đi, trong Cảnh ăn cái này, chừa cho. Lỡ cầm rồi. Điện trong Cảnh không? Hello. Nghe là mình ơi, nghe là mình. Là ở nhà của Út nè, cũng mua gà ăn 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 gà nè anh Cảnh. Nói chuyện kéo đàn cò hả? Ừ. Có ăn chung không? Có, lại lại đi ăn đi thôi, nghĩ ăn hết á. Lợn gà anh ơi. Ờ đông đủ nè. Lợn gà nè. Ok ok. Ok, đợi tôi xíu để tôi đi rước bạn tôi cái quần. Rồi, để nè. Anh Cảnh với anh ta, quên tiêu rồi. Cái gì? Bạn ảnh là ảnh đó bạn. Bạn hả? Ừ. Má nó ước bạn vậy? Anh đưa là màu hồng. Cái đồ khuôn mặt đẹp như không Hải. Có, dài. Tàn á. Người tàn á thì sống thảnh thơ đúng không con? Ngon ha. Nói sao mà thú cất quá vậy? Rồi, đang ăn. Cái mặt. Ngổ đi. Thú thiệt mà. Cái gì đó? Nè, cho. Uống đi. Tẩm lại. Ủa này tạm lại đi em ơi. Ủa nó nghe này làm gì, hôm nay mua gà ăn gì? Cái gì? Làm gì hôm nay mua gà ăn gì? Thì không mua gà ăn chứ làm gì. Hồi nãy em đi dọc đường vậy thấy gà bỏ, ngon. Bỏ có gì mới mua gà hay gì? Ừ. Lấy đám tiệc ăn gà chứ thêm gà ăn. Nè lại gà. Rồi em miếng cà phê bố không? Đó mới vậy. Đi qua đây ngồi đây. Qua đây ngồi đây em. Đứng lên đây. Hả? Đứng lên đây. Đứng lên đây. Đứng lên đây. Đứng lên. Em tào lao làm gì chợ em nhịn con đây vậy chợ. Ăn gà nè. Của ai cả ước? Của ai là gì? Của ai là gì? Của ai là gì? Ủa ai? Mà ông của ai người ta liên quan gì tới ông? Đứng dậy qua đây ngồi. Qua đây ngồi em. Đây ngồi nha. Ủa mua gà xong giờ đi chung ha. Ủa à, mua giờ thôi. Mua giờ thơm. Mua hàng, mất bếp mà. Nhìn coi, thì ra nó làm gì vậy? Mua nước ba nào. Ăn miếng đi. Ăn gà đi mấy nè. Không anh đút ăn. Ăn ly chứ. Rồi ly ăn đi em. Cho ba ly là cái gì? Cảm ơn. Ly. Chấm nước chấm đi ăn đi. Đủ rồi, bây giờ ăn đi. Ủa? Trời ơi, nước miếng của người ta lấy ăn luôn trời. Đi coi. Có đâu em có bữa nay đi bao đi ăn được không? Thằng bao từ chỗ này tới trong vườn luôn hả? Bây giờ ông ăn làm gì nhịn tay chân đâu rồi. Ông lãi gì mà không được quyền. Người ta lãi gì kệ người ta. Rồi. Làm gì nhịn tay con. Lợi chưa ăn uống chưa kêu gì. Tại giống như cuộc tình tay ba vậy. Tại cuộc tình tay ba lá cụ đâu. Giờ tay bốn làm sao? Trời. 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 Mày hết. Bây giờ. Bây giờ. Ê, quay đúng rồi. Ăn không? Quay quay trời. Để anh chấm ăn nè. Anh Cảnh ngồi xuống ăn đàng hoàng ấy, ông nội làm cái quậy. Vậy sao ăn được, kiếm chuyện tao quậy sao tao ăn. Mua gà vậy, không ăn không quậy quậy trời. Vậy. Thấy cái này ông lóc chóc lắm, lấy ông Hải. Ông Hải. Thấy ông lóc chóc quá mày đó, ông đi ra sao coi coi. Uống ly là gì cổng ông bắt. Ly là cái gì của ông ta. Nắm tay bị lợi hả? Ông làm gì vậy? Nắm tay là hiểu là cái gì rồi. Nắm tay là. Đi ra. Đi chợ, bắt tao, bữa nay mạnh với trời. Vậy. Ở đây vậy dịnh coi, con tao phải chợ. Dịnh ca là dịnh ca. Lại gì của ông mà ông nhận ông tay? Lại gì của ông mà ông tay? Em mất rồi. Ăn đi. Ơi, ta làm gì? Có dòng họ máu ủ gì không? Không, ta làm vụ gì đó con. Được. Bây giờ nè, mày muốn ủ gì tao mua cho mày. Đi mấy tuổi rồi mà vụ?
Thôi, nè. Sẵn sẵn rồi. Nè. Mua cho đẳng là mua cho đi. Mua nó đang đấy. Đồng tiền không làm nó tất cả nghe, đâu nhầm cái này nha. Tặng mắt em. Đó, đó. Mày với cảnh nó gì mà sao mà bên qua bên lậu vậy hả? Quá. Mày có sợ hả? Quánh quá. Anh cãi. Có chuyện không có lụng tay chân nha. Dạ. Bây giờ anh muốn dài dài quá à. Thôi không kịp thôi. Cho đúng rồi, đừng đi xe rồi. Đứng tới đây. Không lẽ tao đánh éo với giờ tao tụt tụt. Nó bỏ đi anh, ăn đi anh. Mày cũng ăn đi anh. Này cũng có được. Tụt lấy gì? Anh, chạy. Ông ngồi với mang bàn nó chạy đi, nó ăn bình thường nữa. Dạ, ăn rồi, nhá cái chị. Chạy. Không. Nè, nè, nói ra. Ăn. Ngủ ta cũng không biết nữa. Anh trả tao nhận. Anh ơi, hỏi anh cãi đi. Mày lấy gì ngủ bỏ qua nhậu đi, tao xỉn, tao quánh này chứ mày. Bân lắm rồi, bân lắm rồi. Đi dài đi, ông dụ mày đó. Đúng vậy. Thường ổn phải không? Thằng già ngon nè. Con mất rồi, về chưa? Anh lên. Sao em? Cãi thì đừng có chuyện đó, đừng có liên quan tới đó. Ăn lên. Nè, anh xé em miếng nè, miếng bự nè, ăn lên. Mày ra chưa? Ông ngồi xuống ăn đàng hoàng chơi. Ông ngồi xuống ăn đàng hoàng, nó cũng ăn đàng hoàng. Hai cái cuối lời đó thua à? Có gì không? Sao? Ông sao kỳ cục vậy? Anh biết. Quyết của đó không? Mày về không? Không. Tưởng tao sợ không hả? Mày về không? Anh cảnh. Anh cảnh. Mày mới gà. Có thêm vui quá à. Tao đang ăn cũng chọc luôn nha. Mày đi về không? Không. Trời, chưa mày ăn có gì không? Thôi em về. Không có gì hết. Ba ăn mà anh này. Xé ăn đi. Xé đi ra đây. Ông ngồi xuống ăn mà ông tới giờ mà mày thái độ mày kỳ cục vậy? Thái độ gì đâu anh thường. Ba má mày cho tiền mày học mày không học được mày gái mày ăn cái gì? Trời đúng sai chỗ chữ gì chữ đi, nó lại gần quỉnh đó. Thương ba rồi không? Con có dịch. Ba mẹ học gì nữa? Đi học luôn học tôi học hỏi tụi đây. Trời ơi, tụi lao. Đi ngồi ăn đàng hoàng thì nó ăn khỏi quậy quậy bỏ nó là chết rồi. Vậy, má mày. Bước giờ chưa? Giờ chưa lại không? Mấy mày ngủ rồi ăn làm gì vậy? Ờ. Ngủ luôn. Ủa, giờ tôi á, tôi sợ em đói, tôi ngủ nữa luôn á, không thấy được kì vậy. Hả? Em kỳ anh ơi. Quậy nướng anh nấu đi em. Ta ăn anh lo về hoài. Rước ai? Quăng được quá cho hỏi gì? Không biết nào quá. Đó đó, đồ ăn xít đá bù. Đá bù là gì? Biết rồi. Ngon quá nè anh Hải. Ngon này kêu ra ăn gà, nó ăn quậy trời. Quậy hoài. Khỏi ăn là bình thường đi, ai nói ông gì đâu. Kỳ cục kéo. Ừ, kỳ khó giờ. Thôi mày kệ đi em cảnh, anh ăn bình thường. Chổi gãy làm ba, chổi gãy làm ba. Làm gì đâu? Là đụng là kéo vậy không quýnh. Thế ăn hết vô rồi đó. Phải ăn máu quen quen còn nữa con mình. Bám nắng không? Mắm ở đây bãi bạn không tao ăn gì đâu. Chứ lo có lỗng đây không rồi, nó không ăn. Anh ăn. Về qua chủ chẳng thằng này về qua chợ. Vụ gì đó. Vụ gì quán ăn ta không ăn rồi. Không có gì không? Không có vụ ta. Khách hàng mình với nhau mà. Ủa là hàng khách hàng thân thiết hả? Dạ, dạ, à, khách hàng tự biết. Khách hàng của tới trong vườn hả? Có đâu, ở chổng mới có bán đồ mà, ở ngoài đâu có bán đồ đâu. Để ngoài hư hết. Ông có dụ người ta á. Dụ người phòng đó con. Có không, ở đây có không? Không, 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 không. Ở đây có 3 mà ông buông ở đây 1, 2. Ở đây có 3 mà ông buông cái gì? Ai có thua thì thua, phải rồi. Ừ, chờ anh Hải thì mà thua ai trời. Nhớ chứ đừng về. Đợi chồng, nó quẩy đây nè chồng. Ăn gì? Có mặt đâu đây, ăn gì? Ăn gì? Ăn gì? Mình dám đói rồi đợi chồng. Ai làm gì làm, mình ăn đi. Làm đi, gà mình mua. Ăn đi anh. Gà mình mua mà. Bộ, mình là bộ, là bộ thương con cái gì, ghen gì vậy? Là ăn thôi, còn tao ăn thôi, kệ ta. Ông nhớ là gì bạn Binh? Là gì bạn Binh? Trời ơi, lã gì nhìn là biết rồi à, hỏi gì? Không gì đâu Binh. Nhìn là biết rồi à, hỏi gì đó à? Tụi nó tôi sợ không hả? Con gái. Con gái. Rồi rồi con gái sao mà chửi hả? Không. Trời ơi, làm gì đồng mình á. Chạy quá anh. Tụi anh ghẻ ghế kìa, cổ bổ kìa mày định. Trời ơi, nó đi dài rồi. Có gì chuyện của người ta? Không. Không sao mày tao mỏng mắm. Người ta có gì chuyện của người ta? Người ta nhịn tâm nói nhiều á, mày giải thích đi. Không không. Thì vậy? Thì giải thích rồi, mày thích hoài vậy em nói em đi mua đồ. Không, không chính đáng, tại sao mày cho không á? Rất là chính đáng. Buồn rồi chưa? Làm bộ, làm bộ. Nhịn tay con ta hoài vậy. Đâu nó phòng. Ủa, thì em nói rồi mà. Thì em chỉ đi mua nước hoa, mua nước hoa thôi. Nhịn tay, lỡ đi công. Tao muốn thích, tao không chịu. Nhịn tay, tao về.
thích liền. Phải phao vào cho phòng cảnh. Bây giờ đi. Mắc gì mày hết. Bây giờ mày hết là chi? Mày giải hết anh Thông chịu nghe. Ừ. Nghĩ gì hết luôn. Không, không muốn đâu. Sao hồ cầu dữ rồi. Sao đứng đây đi. Thật quá. Gì rồi. Để lên mình bể gạch mình ăn rồi. Có, mày gây lộn đi nó ăn hết chân. Còn miếng luôn. Cười cho nó miếng. Đầy ơi. Đừng nói đi. Kêu ngủ ra ăn, tặng mấy nó ăn. Rồi thử ngày sau nó ăn gì trời. Xong vậy. Xa nha. Ngon quá ha. Ngon quá ha, đó giờ bá mày ăn không có ai ăn đâu. Chào em. Đó tao mua tiền tao mua mời mấy ông ăn không? Mời mấy ông ăn rồi lộn luôn mà. Ăn mà cũng mệt mỏi quá cành cây. Ngồi tao bình thường thôi. Cầm cây sơn. Ăn không? Không đâu, không cho đâu. Mẹ không được rồi đó con, không mua được. Làm như phòng làm gì. Ngạc. Tao ngủ gì? Hả? Ở đâu nãy nói mua đồ gì đâu mà toàn chân trong phòng chứ chứ ngoài chứ chứ kỳ cục. Tao nói vậy, không ai hứa. Mày lúc mà đi mời tao nói cho mày không? Tao đi ăn miếng da cho đừng có ăn. Mẹ ăn cha tao không ăn miếng da, da nó ngon hết trơn mẹ con gà tao mày ăn hết trơn lấy gì mày tao ăn lấy mày nói mày ăn nhường mày ăn hết trơn. Này muốn mày đừng. Mày sống mình đứa tôi đứt con chả là được. Dạ. Cảnh không? Cảnh đâu? Có cái ngồi xích cái đá thì cái ngồi xích da chút xíu. Dụng hoài. Dụng hoài luôn kìa. Em mua đồ của ai mà nói dụng hoài cơ. Không. Không hoài chưa? Ông nhớ là gì mà ông mua không? Gãy qua mà đụng vô. Ủa? Ủa? Thì ra ha. Gãy qua mà đụng vô. Rồi. Bao lâu? Bao lâu rồi? Tháng mấy rồi? Cũng quá trời cho tháng mấy luôn trời. Cái anh nó lộn 3 tháng rồi. Trời ơi là trời. Lộn lắm thế rồi. Lộn lắm vậy trời. Gây gặp tôi nói gì? Ông biết liên quan gì? Sao mày giấu tao? Có liên quan gì đâu? Em có liên quan gì đâu? Bây giờ liên quan tại gì? Nói có ý của em đúng không? Không có. Có không? Mày nói có đi. Nè, đứa em nè, không có sao dắt tao con tao đi nhà nghỉ. Hỏi có dắt không? Mà không dắt đó. Có không? Mày dám nói có cái đi. Là tao mày chết tại chỗ luôn. Không có nói mày. Mày nói có không? Mày dám nói có không? Không. Ừ. Thấy không? Tao không. Tao có đâu. Mày dập chỗ mà không dắt nghỉ. Mày bị mình bắt. Bởi hỏi là khác. Có đấy chưa? Cái này mấy tháng rồi. Nói đi tao không đụng tới cuộc sống của mày nữa. Tao nói đó 3 tháng mấy rồi đó. 3 tháng mấy rồi. Tại cái sợ nó ở ngoài. Dạ, vui mà ta diễn tin luôn. Dạ hả? Dạ. 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 Ai biết? Sao tôi biết được? Chơi mà làm dữ quay. Mảnh có thương không? Mảnh ghen. Không, không thương sao ghen? Ví dụ gãy mày coi, dạy mày coi cái mày thức chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày bắn bó. Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa. Tao có chứng có sao. Tao cũng là. Ai út mày. Trời, quấn tàu chạy không được. Anh ngã lại chỗ luôn chứ chạy. Còn ngay nữa hả? Còn ngay nữa. Đi dài luôn rồi, đi dài luôn rồi. Ê, nó có nhắn tin quen em không? Cái tối có nhắn tin con video gì không với em không? Không luôn. Tụi mấy sao ghen với trần. Nguyên thầm hả? Ừ. À, gọi là dầm nhầm tên, cái gì gọi là gì? Ừ, yêu đương phương. Yêu đương phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh đau nhói. Đúng lắm. Khi em thấy em cười vui lòng buồn đau nhói. Oh yeah, người đâu hay vậy. Mặt kỳ, áo uống bình thường thôi, cũng đâu có gì đâu mà thôi ông kỳ thôi. Ghen. Sao vậy, đẳng người ta nói ở đây là gợi gì mắc gì không ghen. Đó gợi là yêu đơn phương mà. Hồi nãy có vợ, có biết quần què đó mẹ ơi, mẹ nói đó. Đó mày thấy không, kia em ngu đó. Mẹ ngu hả? À, thôi ăn đi, đừng nói gì. Ăn đi, đừng nói nữa. Mẹ ăn đi, còn cái cổ không có mẹ ăn đi. Mày ngon nè. Rồi sao? Mà vợ lấy cái ngon không chờ. Rồi sao vậy? Anh có cho ăn không mà nó bóc giật gì vậy? Trời ơi là trời nó là cúng cua hồn nó còn ăn nữa mà. Cúng cua hồn mới còn loi cho nó ăn nữa mà. Perfect. Anh đi luôn rồi, anh lấy đi luôn rồi. Đâu mới đầu nè. Rồi sao vậy? Vậy đó. Gì? Đúng là trời, tao biết nãy tao phải tao mua ốc. Ốc rồi. Ốc tao là gà, ốc cho nó lại lãi lãi nó ăn khó. Ai mua? Gạo á. Ai mua? Ai mua? Ai đưa tiền? Hả? Ai đưa tiền cho mày đi mua? Khỏi dừng rồi. Anh Cảnh.
Thôi trả luôn. Đi ăn. Nói trả ăn nói bụng. Trả đó. Thì trả xương đi sao ăn. Tôi đựng là chó vậy. Ăn hết trời đây chứ. Trời ổng đi còn ngâm. Chơi nữa, quay chơi nữa. Chơi nữa. Thấy vui quá à. Không muốn dừng. Cho dừng cái máu gan tới đâu. Ê mình cho tới mình chỉnh điểm. Bây giờ muốn chơi nữa không? Chơi lên đỉnh luôn. Chơi đỉnh luôn, cho tôi ăn cái này đi rồi chơi tiếp. Mẹ ăn hết đi, tao no rồi, tao ăn rồi. Nghe cái đầu luôn. Không, không. Sữa ngon quá. Dạ. Tù mắng ra uống bị sữa, chạy ra. Mắng mắng coi trà đường, không có cầm sữa. Chứ tiền cảnh trả mà. Đúng rồi. Biết gì nãy. Ủa tính tiền cho anh cảnh đó quá. Chừng nào con thành công con mới trả cho bà được nha bố. Chừng nào con thành công con mới trả cho bà được. Bà cứ ghi sổ đi. Đang thẳng là thành công hả? Ừ.